Anh ơi, anh làm gì đấy? Ơi, anh làm gì đấy? Ôi giời, hôm nay anh vừa mua được con xe Mai tấn 8 đẹp quá em ạ. Thế á? Đây này. Xe này đời bao nhiêu anh nhở? Con này đời 26 em ạ. Ui ngon này, thế nhở? Nhìn này. Trời ơi. Cặp đèn nó là sau này. Ui, đèn mới anh? Ôi giời, con này trước đây là chủ cũ ấy, là nó đi đăng kiểm. Thế nhưng mà bây giờ em biết thừa đấy, bây giờ đăng kiểm nó khó nên là đèn mờ, đèn vỡ thì về phải thay đèn mới mới đăng kiểm được. Đây này, em nhìn này, thấy chưa? Ngon quá nhở. Ủa, con này là vừa mới đăng kiểm mới xong nên là mua về là chỉ việc đổ dầu và chạy thôi. Bây giờ mới bóc trinh anh? Bây giờ mới bóc trinh đấy, vừa bóc trinh xong. Đây này, ngon thế. Con này một tấn 6 ấy, anh vừa nói nhầm tấn 8. Con này sản xuất năm 2016, 1 tấn 6. Đấy, đây này, anh nói sai đâu. Đăng kiểm này, em nhìn này. Đăng kiểm còn dài thế hả anh? Đây đây, đến tận tháng 2 năm 2024 đấy. Ủa, đăng kiểm dài đấy. Có nghĩa là con này nó vừa mới hết đăng kiểm và xe chủ xe là vừa phải đi đăng kiểm mới, mà bây giờ em biết thừa rồi, đăng kiểm nó khó lắm. Như đấy, con này bây giờ có đắt không anh? Ôi rồi, rẻ như là cho mà, anh bán trên giá sắt vụn tí thôi. Đấy, hợp lý đấy. Con này giờ tầm 200 không anh nhỉ? Ôi thì làm gì đến 200 em. Chưa đến á. Anh bán 200 nhưng anh bớt cho em ra lộc cho em 35 triệu. Đấy. Thế là địa chỉ nhà mình ở đâu anh nhỉ? Anh á, ở Phú Thọ đây này, bãi anh nhiều xe lắm này. Đấy. Ui, nhà anh bán cả máy xúc nữa à? Ôi rồi máy xúc xe của em, xe nâng. Ôi. Nâng người, nâng hàng. Đây, có cả con nâng người kìa, con nâng này, nâng cao 15 mét này em này. À. Đấy, anh chưa lên sóng đâu. Đấy. Nhiều xe quá anh nhỉ? Đấy, rất nhiều xe luôn. Cả máy xúc xe em, bánh lốp, bánh xích đủ hết, bãi bên kia nữa kìa em kìa. Ôi rồi. Nhà mình bãi nhà mình to quá. Đấy em xem có bạn bè nào biết anh em nào mà cần mua xe giới thiệu đến đây anh gửi lương cho nhé. Rồi ok anh. Hợp lý lắm đây này. Đây này. Vào mà nhìn này. Ui rồi, xe anh vừa về xong. Ui xe. Đây. Xe này về lâu chưa anh? Anh vừa mới về anh còn chưa thèm rửa ấy. Đây này. Ui xe đẹp thế nhỉ. Anh đang bóc trinh nó thì chú ra chú quay ấy. Đấy. Ôi. Đấy, nhìn thấy đẹp không? Đời 2016 quá mới luôn, ra nhìn này. Máy con zin này. Máy zin luôn. Ôi con này zin. Đấy máy zin luôn. Con này vẫn còn nguyên zin này anh. Ôi trời chả zin sao em. Đấy xe nó cỡ đấy. Ngon quá. Lốp thì mới này, lốp cặp sau thì mới. Lốp này lốp gì anh nhỉ? Lốp này con này dòng này nó chỉ có bố vải thôi. Nó vì xe bé mà. Nhưng mà lốp 70. Lốp mới này về có mà thao và chạy anh nhỉ? Đây này, anh nói luôn với em này, bây giờ nhá đi đăng kiểm ấy mà đèn mà nó mờ ấy là phải thay luôn đèn mới mới đăng kiểm được. Con này vừa mới khám về, khám con này còn hẳn 1 năm nữa cơ mà. Ôi rồi đến tận tháng 2 năm 2024 em, về chỉ việc đổ dầu và chạy thôi. Đây này, không phải lo nghĩ. Ui xe đẹp quá. Ui rồi chất xe thì miễn bàn luôn. Nhựa táp lô táp ly nữa này. Ui rồi như mới luôn em. Đấy. Ui. Chạy ve ve luôn này. Em nhìn xem. Xe này có thiếu gì đâu. Nói chung giờ con này chỉ việc đổ dầu và kiếm cơm thôi. Dòng này em váy mua về em chạy quanh ngõ quanh làng. Đấy chính là lại ngon hơn mấy xe to mẹ. Xe to giờ đi luật lá nhiều. Con này ví dụ về nhà bán lẻ bán cát sỏi đấy, chạy trong quanh trong làng thì bao giờ cảnh sát giao thông vào trong làng đâu, đúng không? Không phải luật lá nhiều. Đó đẹp lại đẹp. Chạy quanh trong làng. Xe đẹp quá, lốp đẹp cả hết cả dàn anh ạ. Tôi chả thế sao đấy, em nhìn xem, dàn lốp quá đều luôn. Ngoài con này nhà mình còn dòng xe ben nào nữa anh nhỉ? Xe ben anh còn đầy kìa. Hoàng Huy, Trường Giang, Tha Cô, Hoa Mai, Cửu Long. Tóm lại là vẫn là dư âm mơ của ngày giỗ tổ Hùng Vương. Anh em đến mua xe kiểu gì cũng được giảm giá. À thế anh. Thế là bây giờ là cái con này nhà mình bán có hơn 100 triệu thôi anh. Ôi dồi ôi, anh bán 200 triệu ra lộc luôn 35 triệu là 165 triệu. Ui. Đấy, rất là rẻ. Rẻ quá nhờ, con xe này mà có hơn 100 triệu thôi anh. Rẻ lắm, anh bán hợp lý mà. Này, thùng như mới. Chú nhìn em, từ bộ cánh thùng của nó này. Đây, soi vào luôn này. Mới đét luôn. Đó. Thùng đẹp quá. Thùng quá đẹp luôn, con này không mua xe gì. Đời 16 mà em. Đời cao đấy, cao chót vót đấy. Con này mang biển gốc Hà Nội anh. Ôi con này Hà Nội luôn, một chủ từ đầu em. Anh mua 9 chủ ấy chứ. 29H à? 29H luôn, một chủ từ đầu, xe Hà Nội nên là lúc nào nó đẹp. Em mua bây giờ mua con xe mà ví dụ như là biển mà gốc mà ví dụ như Lai Châu, Sơn La xem. Lúc nào đi đèo máy lúc nào nó yếu. Còn con này biển Hà Nội, gốc Hà Nội này. Đấy, kinh nghiệm nhá, kinh nghiệm anh em đi mua xe ấy. Để chọn những con xe mà khu vực ở đồng bằng dưới này này. Mua rồi sẽ mua được những con xe đẹp, máy nó ngon. Con xe này đó là người ta chở vật liệu xây dựng rồi anh. Đấy. Vẫn là nguyên tem kìa. Nguyên tem đây gì? Rồi được cái con này xi măng thôi, không có đi đâu cả. Được cái con này khám nó còn dài này, về con tha hồ chạy. 24 em ạ. Đấy. Thế được rồi nhá. Để anh nghe điện thoại đấy nhá. Rồi anh ok. Bắt đầu gọi rồi đấy, anh em nào quan tâm cứ gọi cho anh. Qua điện thoại thông tin anh để ở trên phần tiểu sử nhá. Rồi ok ạ. Ok thế chào em nhá. Vâng em chào anh nhá. Rồi.